Như chúng ta cũng biết, Trung Quốc được mệnh danh là công xưởng của thế giới, đặc biệt là công xưởng sản xuất các loại ô tô điện có giá thành phải chăng, tạo nên sự cạnh tranh không hề nhỏ đối với các quốc gia trong ngoài vùng, đặc biệt là Việt Nam hiện giờ. Thế nhưng mới đây, Trung Quốc bất ngờ quyết định đầu tư 800 triệu đô la để xây nhà máy ô tô tại Việt Nam, khiến mọi người hết sức bất ngờ. Bởi vì đây được xem là điều lạ lùng khi Trung Quốc đầu tư số tiền khủng vào một đối thủ nặng ký của mình trong lĩnh vực này. Vậy rốt cuộc lý do gì đã khiến cho Trung Quốc đưa ra lựa chọn khó hiểu thế kia? Nước này đơn giản là chỉ muốn mở rộng thị trường sản xuất ô tô hay còn có dụng ý gì khác? Đây chính là vấn đề trọng tâm mà chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích trong video clip ngày hôm nay. Mời các bạn cùng chúng tôi theo dõi ngay và đừng quên nhấn nút like, share, subscribe để ủng hộ cho kênh Hiểu Biết Hơn Mỗi Ngày. Các bạn thân mến, vào ngày 5 tháng 4 năm 2024 vừa qua, trang tin Sputnik phiên bản tiếng Việt của Nga đã cho đăng tải một thông tin rất đáng chú ý là Trung Quốc đầu tư hơn 800 triệu đô la xây nhà máy sản xuất ô tô tại Việt Nam với nội dung như sau. Ngày 4 tháng 4 năm 2024, thương hiệu Omoda và Checo thuộc hãng xe Chery của Trung Quốc đã ký hợp đồng liên doanh và hợp tác xây dựng nhà máy sản xuất ô tô với tập đoàn Gelesico. Nhà máy được đặt tại tỉnh Thái Bình sẽ chuyên sản xuất xe năng lượng mới, NEV, một thuật ngữ dùng để chỉ chung các dòng xe plug-in hybrid, PHEV, ô tô điện chạy pin BEV và xe dùng pin nhiên liệu FCEV. Quá trình xây dựng nhà máy sẽ được chia thành 3 giai đoạn với tổng vốn đầu tư ước tính hơn 800 triệu đô la. Dự án sẽ được khởi công trong quý 3 năm nay và hoàn thành giai đoạn 1 quý 1 năm 2026. Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, công suất nhà máy ước đạt khoảng 50.000 xe mỗi năm, thậm chí là con số này có thể tăng lên đến 200.000 xe mỗi năm nếu hoàn thiện các giai đoạn xây dựng còn lại. Đây là kết quả tất yếu của việc hợp tác liên doanh giữa tập đoàn Gelesimco và Omoda & Jaco nổi danh trên thị trường. Trước khi nhà máy đi vào hoạt động, thương hiệu Omoda và Jeku của Trung Quốc sẽ nhập khẩu xe từ Indonesia vào Việt Nam để phân phối. Các mẫu xe mà thương hiệu này sắp ra mắt tại Việt Nam bao gồm Omoda C5, Omoda E5, Jeku 7 và Jeku 7 PSEV. Trong đó thì cặp đôi Omoda C5 và E5 sẽ ra mắt Việt Nam vào quý 3 năm nay. Đến quý 4 năm 2024, Jeku 7 và 7 PSEV sẽ tiếp tục được giới thiệu với khách hàng trong nước. Được biết, Omoda E5 là phiên bản thuần điện của mẫu xe C5 ra mắt thị trường Indonesia vào đầu năm 2024, còn Jeku G7 là dòng xế hộp dùng động cơ xăng thông dụng hàng đầu. Tại Việt Nam, Omoda E5 được xem là đối thủ nặng ký của VinFast VF E34. Trong khi dòng xe Jeku G7 sẽ cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Creta, Kia Seltos và Honda HR-V. Theo các kênh truyền thông nội địa Việt cho biết, sau hội nghị COP26, chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo xây dựng hàng loạt các đề án, kế hoạch và chính sách khuyến khích phát triển các loại xe chạy động cơ điện và đốt trong kèm nhiên liệu có nguồn gốc tự nhiên không gây ô nhiễm môi trường. Quay trở lại với câu chuyện xây dựng nhà máy tại Việt Nam của hãng xe Trung Quốc. Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng của Omoda và Jeku tại Đông Nam Á, mà còn đánh dấu việc một thương hiệu xe năng lượng mới của Trung Quốc lần đầu tiên đến Việt Nam đầu tư nhà máy quy mô cho mình. Được biết, trong những năm gần đây, công nghệ về xe năng lượng mới của Trung Quốc đã đạt đến đỉnh cao trên toàn cầu. Thương hiệu Omoda và Jeku cũng đã có những bước đột phá trong lĩnh vực xe năng lượng mới của thế giới. Họ không ngừng ra mắt các sản phẩm và công nghệ hiện đại hàng đầu. Tính đến năm 2024, khối lượng bán hàng tích lũy toàn cầu của thương hiệu Omoda và Jeku đã vượt quá 160.000 chiếc. Hãng xe nội địa Trung đã và đang được ưa chuộng bởi giới trẻ tại gần 20 quốc gia lớn nhỏ hiện giờ. Thậm chí dòng xe năng lượng mới của mẫu xe thuần điện đầu tiên Omoda E5 còn được lãnh đạo cấp cao của chính phủ Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha công nhận chất lượng rộng rãi. Nó đã trở thành thế lực mới trên thị trường ô tô toàn cầu. Trước thông tin trên, nhiều người tỏ ra thắc mắc về quyết định của phía Trung Quốc. Tại sao lúc này hãng ô tô điện đình đám nhất nhì Hoa Lục lại mạnh tay đầu tư hàng trăm triệu đô la để xây dựng nhà máy cho một quốc gia được xem là đối thủ cạnh tranh nặng ký của mình? Đây chẳng phải là hành vi tiếp tay cho kẻ địch hay sao? Nhưng nếu phân tích một cách sát sao, bạn sẽ nhận thấy được sự thông minh hơn người của nhà đầu tư Trung Quốc. Bởi vì việc xây dựng nhà máy ô tô tại Việt Nam mang đến cho Omoda và Jeku rất nhiều những lợi ích khác nhau, chứ không hề làm suy giảm sức cạnh tranh của hãng xe nội địa Trung Quốc trên thị trường. Đầu tiên là về vấn đề cắt giảm chi phí sản xuất. Như chúng ta cũng biết, nhà máy ô tô của Trung Quốc được xây dựng tại tỉnh Thái Bình, một tỉnh lỵ nằm ở phía Bắc Việt Nam. So với các tỉnh thành miền Nam thì Thái Bình nằm gần với biên giới của Trung Quốc hơn cả.
Và điều này sẽ giúp cho doanh nghiệp nội địa chung giao thương thuận tiện để vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu và cả dây chuyền sản xuất nhanh chóng. Từ đó cắt giảm được các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất và phân phối ô tô cho chính mình. Hơn nữa là các tỉnh thành ở khu vực miền Bắc như Thái Bình có giá thuê đất công nghiệp cạnh tranh hơn miền Nam rất nhiều. Nếu doanh nghiệp Trung Quốc thuê đất xây dựng nhà máy trong dài hạn, họ sẽ tiết kiệm được số tiền khổng lồ để thu hồi cấp tốc nguồn vốn đầu tư ban đầu. Và ngoài ra thì nguồn nhân lực ở Việt Nam vừa dồi dào, vừa giá rẻ, bao gồm cả nguồn nhân lực trình độ cao, được đào tạo bài bản qua trường lớp. Còn trong khi đó, giá nhân công tại Trung Quốc lại đắp gấp 2, gấp 3 lần so với Việt Nam ở thời điểm này. Tiếp đến là lý do thứ hai liên quan đến chính sách thu hút đầu tư của chính phủ Việt Nam. Nó khiến cho đất nước hình chữ S trở thành thị trường góp vốn hấp dẫn vô cùng. Vì như chúng ta đã biết, thời gian qua chính phủ nước nhà đã áp dụng rất nhiều chính sách ưu đãi cho các nhà đầu tư ngoài nước. Chẳng hạn như là miễn giảm thuế phí cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, miễn giảm phí thuê đất xây dựng nhà máy và cả lãi suất vay vốn cho các doanh nghiệp nước ngoài. Hầu hết các chính sách này đều được áp dụng cho lĩnh vực sản xuất ô tô điện với mức ưu đãi cao hơn các lĩnh vực khác, bởi vì Việt Nam đang muốn đẩy mạnh ngành công nghiệp sạch để hội nhập với xu hướng chung và để bảo vệ môi trường sống của con người. Đó là chưa kể đến, kiến nghị bán điện cho doanh nghiệp sản xuất ô tô điện với mức giá thấp hơn các doanh nghiệp sản xuất thông thường khác đang được chính phủ Việt Nam cân nhắc thông qua. Nếu kiến nghị trên được phê duyệt và áp dụng rộng rãi thì doanh nghiệp Trung Quốc sẽ giảm thiểu được chi phí sản xuất kinh doanh lớn cực kỳ. Và ngoài ra thì chúng ta cũng nên nhớ rằng thị trường ô tô điện Việt Nam so với Trung Quốc vẫn còn tiềm năng khai thác rất lớn. Bởi vì theo kết quả nghiên cứu của Viện Dầu khí Việt Nam VPI cho thấy tỷ lệ sở hữu ô tô trong nước chỉ nằm ở mức 23 ô tô trên 1.000 người. Con số này chỉ bằng 1 phần 10 của Thái Lan và 1 phần 20 của Malaysia. Nó biến Việt Nam trở thành thị trường tiêu thụ ô tô điện đầy hứa hẹn với quy mô dân số lên đến 100 triệu người. Nhất là khi thời gian qua, chính phủ Việt Nam đã mạnh tay áp dụng chính sách miễn giảm thuế phí trước bạ cho người dùng ô tô điện. Nó đã kích thích nhu cầu sử dụng dòng sản phẩm sạch để giảm thiểu việc xả khí thải xe gây ô nhiễm môi trường. Và sau tất cả, chúng ta không thể nào bỏ qua một lý do quan trọng nữa khiến hãng xe Omoda và Jeku nhận thấy Việt Nam là một thị trường đầu tư đầy béo bở. Nó liên quan đến tính hội nhập của nền kinh tế Việt Nam hiện giờ. Cho đến nay, Việt Nam đã xây dựng thành công quan hệ kinh tế và thương mại với khoảng 224 đối tác từ các quốc gia và khu vực trên thế giới. Điều này giúp cho doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam có cơ hội mở rộng thị trường của mình. Theo đó, làn sóng dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam đã nở rộ suốt thời gian qua. Và đây là một tín hiệu đáng mừng đối với nền kinh tế nước nhà. Thiết nghĩ trong thời gian tới, Việt Nam cần phải tận dụng triệt để hơn nữa các lợi thế sẵn có của mình để tiếp tục thu hút những nhà đầu tư giàu tiềm năng khác như là Omoda và Jeku. Song song đó thì Việt Nam cũng cần phải nhìn nhận lại các thách thức của riêng mình để đưa ra đối sách hiệu quả cho việc thu hút đầu tư từ nước ngoài. Như chúng ta cũng biết, cả Việt Nam và Trung Quốc đều theo đuổi chế độ chủ nghĩa xã hội với Đảng Cộng sản là đảng lãnh đạo duy nhất. Ngoài ra thì hai nước Việt Trung còn được biết đến như là hai quốc gia cộng sản theo đuổi một mô hình kinh tế chung trong suốt nhiều thập kỷ liền. Nhưng thành thật mà nói thì nền kinh tế Việt Nam hiện vẫn không thể nào theo kịp nền kinh tế Trung Quốc. Thậm chí mà nhiều chuyên gia kinh tế hàng đầu hiện nay còn cho rằng sẽ còn rất lâu nữa Việt Nam mới có thể đuổi kịp người láng giềng của mình. Vậy thì lý do gì đã dẫn đến sự phát triển chênh lệch nêu trên? Tại sao cùng theo đuổi một mô hình kinh tế chung mà Việt Nam lại bị Trung Quốc bỏ xa một khoảng cách rất dài? Vâng, câu trả lời sẽ được chúng tôi mang đến cho các bạn ngay bây giờ với một topic hot ở trên trang mạng Quora.com. Mời các bạn cùng theo dõi video clip sau đây và đừng quên nhấn nút like, share, subscribe để ủng hộ cho kênh Hiểu Biết Hơn mỗi ngày. Các bạn thân mến, cách đây vài thập kỷ, cả Trung Quốc và Việt Nam đều phải nhận lấy những tổn thất nặng nề khi đóng cửa nền kinh tế nước nhà. Để rồi sau đó, cả hai đều tiến hành cuộc cải cách mang tính mở cửa hoàn toàn nền kinh tế và gặt hái được thành công riêng cho mình. Đầu tiên là về Việt Nam, đất nước hình chữ S là một đất nước bước vào tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế với nền sản xuất lạc hậu, khép kín. Dẫu vậy, sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cùng với nền kinh tế thị trường năng động, hội nhập mạnh mẽ, có sự tăng trưởng cao, liên tục và bao trùm. Nói một cách chi tiết hơn, sau giai đoạn đầu đổi mới từ năm 1986 đến năm 1990, mức tăng trưởng GDP bình quân hàng năm của Việt Nam đã đạt 4,4%. Đến giai đoạn 1996 đến 2000, tốc độ tăng trưởng GDP khi này thậm chí còn tăng lên đến 7% một năm. Từ đầu nhiệm kỳ đại hội 12 đến nay, Việt Nam đã từng bước đổi mới mô hình
tăng trưởng để nâng cao chất lượng nền kinh tế, giúp cho tổng GDP quốc gia có được con số ấn tượng vô cùng. Mặc dù trong năm 2020, nền kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, nhưng nó vẫn có mức tăng trưởng gần 3%. Điều này giúp Việt Nam trở thành một trong những nước hiếm hoi có mức tăng trưởng dương trong khu vực và trên toàn cầu. Nói về quy mô nền kinh tế Việt Nam, nó được mở rộng khá đáng kể, với tổng GDP đạt khoảng 262 tỷ đô la vào năm 2019, tăng 18 lần so với năm đầu đổi mới. Kéo theo đó là thu nhập bình quân đầu người tại Việt Nam đạt khoảng 2.800 đô la một người, đưa nước nhà vào nhóm các quốc gia có mức thu nhập trung bình trên thế giới hiện giờ. Và tương tự như Trung Quốc, tiêu dùng nội địa và đầu tư trở thành hai trụ cột quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trong nước tăng liên tục. Tính riêng giai đoạn 2011-2019, con số này đã tăng trung bình khoảng 12,8% và tiếp tục tăng lên cho đến tận bây giờ. Và đặc biệt hơn là sự phát triển của khoa học công nghệ, thị trường bán lẻ thay đổi dần từ kênh bán hàng truyền thống sang kênh bán hàng hiện đại, và trong đó hình thức mua sắm trực tuyến ngày càng được ưa chuộng trên thị trường. Về lĩnh vực đầu tư trong nước, khoản đầu tư khu vực ngoài nhà nước của Việt Nam tăng nhanh với chất lượng và hiệu quả được cải thiện. Trong giai đoạn 2011-2020, vốn đầu tư phát triển đã đạt gần 15 triệu tỷ đồng, tăng bình quân 10,6% một năm. Tất cả là nhờ vào chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn được chính phủ Việt Nam ban hành giúp cho nước nhà nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Theo báo cáo Năng lực Cạnh tranh Toàn cầu năm 2019 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF cho thấy, Việt Nam đứng vị trí thứ 67 trong số 141 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng. Nó đã tăng 10 bậc so với năm trước nhờ hầu hết các chỉ số được cải thiện theo hướng tích cực vô cùng. Tuy nhiên, nếu so sánh với Trung Quốc thì nền kinh tế Việt Nam vẫn không thể nào sánh bằng. Bởi vì theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam, quy mô GDP theo giá hiện hành năm 2023 của nước nhà ước đạt 10.221,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 430 tỷ đô la. Và với kết quả trên, quy mô kinh tế Việt Nam năm 2023 xếp thứ 34 trên toàn cầu theo bảng xếp hạng của Trung tâm Kinh tế và Nghiên cứu Kinh doanh CEBA. Trong khi đó, Trung Quốc lại được xếp ở top đầu bảng với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Thậm chí là nền kinh tế Trung Quốc còn được nhiều chuyên gia đầu ngành dự đoán là sẽ vượt qua Mỹ trong tương lai để nắm giữ ngôi vị số 1 cho mình. Và để làm nên thành tích đáng nể này, hơn 45 năm trước, vào tháng 12 năm 1978, sau khi cuộc cách mạng trong nước thất bại khiến nền kinh tế bị tàn phá nghiêm trọng, Trung Quốc đã thực hiện hàng loạt những cải cách mang tính chuyển đổi để mở cửa với cộng đồng quốc tế và với nhà đầu tư nước ngoài. Quá trình mở cửa, Trung Quốc đã mở đường cho những chương trình quan trọng khác phát triển, nổi bật lên trong đó là sáng kiến vành đai và con đường BRI trị giá hàng nghìn tỷ đô la, một cú hích cơ sở hạ tầng đầy tham vọng nhằm mở rộng ảnh hưởng kinh tế và chính trị của Trung Quốc trên trường quốc tế hiện giờ. Nó đồng thời còn tạo ra tiền đề cho sự xuất hiện của những gã khổng lồ thương mại điện tử và công nghệ như là Alibaba và Huawei nổi danh trên toàn cầu. Theo đó, các ngành công nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật di truyền, người máy, không gian và hàng không của Trung Quốc đang trở thành những ngành nghề có tính cạnh tranh và tính sáng tạo cao mà bạn không thể hình dung được. Và thật khó để tưởng tượng rằng, gần 40 năm trước, hơn 88% dân số Trung Quốc sống với mức thu nhập dưới 2 đô la một ngày. Nhưng đến năm 2017 thì tỷ lệ đó đã giảm xuống 6% và đang dần biến mất ở thời điểm này. Vậy tại sao lại có sự phát triển chênh lệch lớn đến như thế giữa hai nước Việt Trung? Vâng, câu trả lời đã được nhiều cư dân mạng đưa ra trong một topic có cùng chung chủ đề trên trang mạng Quora.com vừa qua. Và đáng suy ngẫm nhất là câu trả lời của bạn Joseph Vương với nội dung như sau. Trước hết, mô hình cải cách của Việt Nam dù khá giống với Trung Quốc, nhưng nó vẫn có điểm khác biệt riêng. Vì nếu như Trung Quốc đã thực hiện cuộc cải cách kinh tế dần dần, thì Việt Nam lại thực hiện theo cách đột phá lớn. Và hơn nữa, Việt Nam và Trung Quốc có chính sách tiền tệ rất khác nhau. Về cơ bản, người dân địa phương nắm giữ đô la ở Trung Quốc dễ dàng hơn ở Việt Nam rất nhiều. Ngoài ra thì tôi còn nhận thấy rằng có một vài sự khác biệt khác như sau. Thứ nhất, Việt Nam bắt đầu cải cách kinh tế muộn hơn Trung Quốc. Thứ hai, sự khôi phục này chỉ được tiến hành sau khi Việt Nam đã khắc phục được những thiệt hại về cơ sở hạ tầng do chiến tranh để lại. Thứ ba, Trung Quốc duy trì chính sách lạm phát tương đối thấp, trong khi Việt Nam theo mô hình Big Bang dẫn đến một thời kỳ lạm phát rất cao. Và kết quả là khoản tiết kiệm trước cải cách của Trung Quốc không bị tiêu hao và ngân sách quốc gia cũng được tiết kiệm tốt hơn rất nhiều. Thứ tư là cũng vì người Trung Quốc có thể nắm giữ đô la và chuyển đổi đồng nhân dân tệ sang đô la dễ dàng, nên người Trung Quốc rất dễ đầu tư ra nước ngoài. Nhưng người Việt Nam thì không được như thế, nên hầu như người Việt không mấy để ý đến lĩnh vực đầu tư này.
Vâng, quả thật đó là những lý do chính đáng khiến cho nền kinh tế Việt Nam bị tụt lại phía sau Trung Quốc suốt nhiều thập kỷ qua. Nhưng mà chúng ta cũng nên biết thêm rằng quy mô dân số quyết định đến quy mô nền kinh tế của hai nước Việt Trung cũng khác nhau rất nhiều. Trong khi tổng dân số Việt Nam hiện chỉ có hơn 100 triệu người thì tổng dân số Trung Quốc lại đạt 1,4 tỷ người. Và nó đã tác động trực tiếp đến nhu cầu tiêu dùng trong nước, đến chi tiêu quốc gia, đến quy mô thị trường và nhiều khía cạnh khác trong nền kinh tế nước nhà. Tuy nhiên, Trung Quốc đừng vội xem thường Việt Nam bởi vì theo trung tâm CPA dự báo thì năm 2024 Việt Nam sẽ tăng một hạng lên 33 trong bảng danh sách các nền kinh tế lớn trên thế giới. Sau đó, thứ hạng của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng nhanh lên vị trí 24 vào năm 2033 trước khi trở thành nền kinh tế đứng thứ 21 trên thế giới vào năm 2038. Đây là điều hoàn toàn khả thi khi Việt Nam đang có rất nhiều lợi thế để phát triển kinh tế một cách cấp tốc. Theo đó, Việt Nam có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai nền kinh tế có sự chênh lệch cao theo cách không thể ngờ.